Hi, chào các bạn ha. Hôm nay Hoàng có một cây đàn piano điện màu trắng rất là đẹp. Đó, tình trạng rất là tốt. Đây là Hoàng làm clip này để Hoàng giới thiệu cho các bạn. Đây là cây Roland HP 504. Đó, cây này thì Hoàng đã làm review rồi các bạn ơi. Hôm nay Hoàng làm thêm clip này để cho các bạn thấy có một cái cây màu trắng vậy thôi. Và Hoàng cũng phân biệt cái cây màu trắng này với cái màu trắng kia. Nó có khác nhau. Trắng này người ta gọi là màu WA này, thì cái màu này nó hơi ngà ngà các bạn, nó không hoàn toàn trắng. Riêng cái cây này này thì nó lại là trắng tinh. Rồi cây Roland ha, Roland các bạn xem nè, đây là Made in Japan và sản xuất năm 2014 các bạn nha. Đó, tình trạng cái cây này rất là tốt. Đó, rất là tốt. Ở bên này cũng có một cái ví dụ nữa là cây này là cây màu WA nha, màu WA, màu vân gỗ, còn kia là màu trắng, nó cũng không có thể hiện cái vân. Rồi bây giờ sơn đàn thử cho các bạn nghe nha. Rồi bắt đầu. Tuyệt vời. Đó các bạn. Đó, đàn đẹp mà tiếng hay nữa. Đấy, đàn đẹp mà tiếng hay nữa. Rồi, thì cái cây này về giá cả thì các bạn cứ xem trên website của Hoàng nha. Đó, rồi, nhìn lướt qua lần đi. Đấy, đẹp chưa? Đàn trắng và cũng soạn một cái ghế màu trắng để cho phù hợp với nó. Rồi, cần thì các bạn gọi cho bên Hoàng nha. Nhanh tay thì còn, mà không nhanh tay không cũng có thể còn. Thành ra các bạn cứ nhiệt tình liên hệ đi, không có sao đâu nha, không có cây này thì có cây khác thôi. Nhưng mà công nhận là cái cây trắng này á thì là nó khá hiếm. Đa phần là màu trắng kia không hả? Đa phần là màu trắng này này, màu trắng ngà này. Đó, nhưng mà màu trắng này thì hơi ít đấy. Rồi, ok, cảm ơn các bạn nhiều nha.